Chào các bạn đến với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình mời các bạn đến với ngôi chợ Vĩnh Viễn. Ngôi chợ này tọa lạc tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đó các bạn. Theo những tài liệu lịch sử ghi lại thì lúc xưa vùng đất này có tên là làng Vĩnh Thuận Thôn. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1905, làng Vĩnh Thuận Thôn được đổi tên thành làng Vĩnh Viễn. Địa danh Vĩnh Viễn chính thức ra đời từ đó đó các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng vào chợ xem cảnh mua bán của người dân nơi đây nhé. Khu bán hàng tạp hóa trong nhà lồng chợ đó các bạn. Đây là gian hàng mắm với đủ các loại mắm cá đồng. Đây là khu vực bán rau cải trong chợ. Yeah.
những gian hàng thịt. Khu này bán cá đồng, cá rô, cá lóc rất nhiều đó các bạn. Dạ ở Bạc Liêu. Dạ hỏi ở đây thì người ta nói là chợ Vĩnh Viễn đó. Dạ mình đưa lên YouTube đó chị. Dạ. Dạ quay phim. Hôm nay lên chụp ảnh chưa? Đại ông nha mấy giờ ạ? Dạ dạ. Bán giấc này là xong rồi hả gì? Nghe bán rau không à? Dạ. Ở chợ này đông từ mấy giờ tới mấy giờ chị? À cả 10 giờ là hết khách này. 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Đều giấc luôn. La nha vậy đó chứ không có dạ, dạ. Chợ này là chợ Vĩnh Viễn đấy không? Chợ Vĩnh Viễn, chợ chợ huyện. Thank you.
Ở đây thì bán gà vịt. Chợ Vĩnh Viễn có hai mặt giáp với bờ sông nên rất thuận tiện cho việc đi đến chợ của người dân nơi đây đó các bạn. Mặc dù có đường lộ thông thoáng nhưng xuồng ghe vẫn được người dân nơi đây sử dụng rất nhiều đó các bạn. Đây là góc nhìn toàn cảnh chợ Vĩnh Viễn. Đến đây thì mình cũng xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn.